Em thất vọng về bản thân của mình lắm. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 22 tuổi. Hiện em đang đi học hay đi làm? Em tốt nghiệp trễ. Em học quản trị kinh doanh theo mong ước của ba mẹ. Nhưng thực chất đam mê của em là ngành thiết kế đồ họa. Vậy em có định hướng gì cho tương lai không? Em còn mong lung lắm. Bạn bè của em thì ra trường làm hết rồi. Em thất vọng về bản thân của mình lắm. Anh hiểu mà. Anh rất cảm ơn những dòng tâm sự của em đã cho anh cơ hội nhìn lại chính bản thân mình, và đó cũng là hiện trạng áp lực đồng trang lứa mà nhiều người mắc phải hiện nay. Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself. Trích nguyên văn từ người chú thân tín của mình, Bill Gates. Đừng so sánh bản thân với người khác vì điều này khiến bạn đang tự hạ thấp bản thân mình. Có một câu nói rất quen thuộc, nhìn con người ta mà xem. Thói quen so sánh đã hình thành từ trong tiềm thức của mỗi người, do chịu tác động từ chính gia đình ngay từ thời thơ ấu, và phát triển dần thành áp lực đồng trang lứa, làm bạn lún sâu vào vòng xoáy tự so sánh bản thân mình với người khác. Luôn nhìn người khác, nói về người khác mà bỏ qua chính mình. Bạn đã nhìn xung quanh quá nhiều, đã đến lúc phải nhìn vào chính bạn. Cho dù hiện tại bạn như thế nào, hãy chấp nhận và đối diện với nó. Mọi sự thành công và hạnh phúc đều trải qua quá trình nỗ lực, rèn luyện và tin tưởng chính mình. Hãy nhớ, không ai sống giống ai trong cuộc đời này. Còn bộ máy với CPU i5-9400, 6 nhân 6 luồng, hỗ trợ rất tốt nhu cầu học và làm thiết kế đồ họa của em, cùng với RAM 16GB, card hình 1660 Super, có thể giúp em giải trí mượt mà các tựa game đình đám nhất hiện nay. Bút GBC, đây là tựa game bắn súng sinh tồn, chân thật từ nền đồ họa cho đến các pha ghim tâm, kéo chuột, không khác gì đang bắn súng ngoài đời thật. FPS khi chơi game dao động từ 110 đến 120 FPS, quá mượt luôn. Minecraft Bedrock, một con game chưa bao giờ hết hot, với 180 triệu bản được bán ra, đồ họa trong game được nâng lên một tầm cao mới, lung linh hơn, bắt mắt hơn và mang nhiều tính nghệ thuật hơn, tạo cho anh em một cảm giác chơi game quá phê, quá chân thật. Thời buổi giờ ai chơi FIFA bình thường nữa, chơi FIFA Max trong rock lớp mới đẳng cấp nha. Các pha dựng tường, sơn súng, lửa cháy không khác gì bản gốc, cho mình xin nhẹ cái top 1, quá mượt luôn.